Các bạn ơi, bữa nay mình chia sẻ với các bạn á, là bữa nay mình mua được 1 ký củ kiệu nè các bạn ha. Giờ ở này người ta nói kiệu quế đó chứ cũng không biết phải không nữa. Kiệu quế là cái đuôi nó đỏ đỏ vậy nè ha, thì người ta nói vậy đó, đó cái đuôi nó tím tím vậy nè á, đó là kiệu quế đó. Mà cô thấy này sao củ to quá giống, mà người ta nói này là do nó tốt vậy thì thôi kệ đi. Thì ở đây mình có cái này, cô mình muối theo cái cách truyền thống nha các bạn, ngâm nước cho. Cái này là có một ít, cái này là cho bếp á, cho giống như than, cái mình nhóm lửa than mình ăn thịt nướng hay nói chung mình nấu bất cứ thứ gì á thì nó có cái cho này nè. Mình tôi để dành lại đó các bạn đó, có cái cho này để dành lại đó. Rồi bây giờ ở đây tôi có một miếng nước, khoảng bao nhiêu nước, là nước này nước bình thường thôi, nước này nước lã thôi. Rồi giờ đổ vô, đổ vô giờ mình lấy tay mình quà quà cho cái cho nó tan ra ha. Rồi giờ mình bỏ củ kiệu vô ngâm nước cho các bạn ơi. Đó củ kiệu á mình bỏ vô. Rồi giờ mình bỏ vô đây rồi ha. Giờ mình ngâm. Rồi, giờ các bạn lưu ý ha. Lưu ý cái chỗ này nè, giống như nước này nè, mình đừng có đổ ngập cái củ kiệu quá. Mình để nó hơi hơ lên vậy nè ha. Nếu mà mình đổ nước mà nó ngập cái củ kiệu quá thì củ kiệu nó sẽ bị úng đó các bạn. Giờ tôi sẽ ngâm, bữa nay là buổi sáng nè, sáng nay tôi ngâm cho tới sáng ngày mai, tức là qua một đêm. Từ bây giờ sáng hôm nay mới chợ mua về nè. Giờ đổ vô cái nước cho này ngâm ha. Để vậy ngâm thôi, ngâm là sở dĩ mình ngâm bằng cái nước cho này là cái củ kiệu này nó có cái độ nồng, nó nồng lắm. Mình ngâm nước cho nó hạ cái độ nồng đi, khi mình làm củ kiệu mình ăn á nó không có bị cay nồng ha các bạn ha. Đó ha. Thì cái nước này nè mình đừng có đổ ngập ngang, mình đổ sắp sắp vậy thôi. Rồi cái thỉnh thoảng chừng vài tiếng đồng hồ đó mình chạy vô mình trộn trộn nó lên đó, giống như mình để ở chỗ mát mát trong bếp nhà mình thôi, hay chỗ sàn nước vậy đó. Nói chung ha, cái thỉnh thoảng vài tiếng đồng hồ á mình chạy vô mình trộn lên. Thí dụ tôi để như vậy tới trưa đó, cái tôi trộn lần, cái tới tối trước khi tôi đi ngủ á tôi trộn lần nữa, rồi cái sáng tôi dậy tôi lặt là vừa ha. Vậy giờ mình để đây mình ngâm nó đi ha. Ngâm như vậy cho nó hạ cái độ nồng của cái củ kiệu á. À, các bạn ơi, cái này là củ kiệu mình đã ngâm nước cho hồi sáng hôm qua và tới sáng nay đó. Giờ mình bắt đầu mình lặt ha các bạn ha. Ở đây mình có chuẩn bị thau nước lã không ha. Thau nước sạch thôi, nước bình thường thôi ha. Mình để đây để mình khi mình lặt cái này mình sẽ cho qua cái thau này nha các bạn. Mà khi các bạn lặt củ kiệu á, thì các bạn cũng lưu ý là cái củ kiệu vậy nè thì mình chỉ nên cắt cái phần rễ này thôi, mà mình cắt đừng có cho nó sát với, nó sẽ phạm vô cái củ này nha các bạn. Thì khi mình ngâm vào giấm á, nó sẽ bị bung 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 ra ha, nó không có nguyên được ha. Thành ra khi mình cắt cái rễ này mình cắt cho khéo khéo, chỉ cắt cái rễ này với lại cái phần này ha. Đó mình cắt cho nó ấy rồi, cái mình cắt xong mình bỏ qua cái thau nước này, mình ngâm mình rửa mấy nước đi rồi mình vớt lên mình phơi nha các bạn nha. Giờ để mình ngưng máy rồi mình đi làm xong mình chia sẻ tiếp với các bạn ha. Nè khi mình cắt á, mình cắt gì nè các bạn, mình cắt đừng có sâu quá ha các bạn ha. Hả đó, mình cắt vậy đi rồi mình bỏ qua bên cái nước này. Nước này là nước bình thường thôi ha, với lại cái nước này nè các bạn, nước bình thường thôi, nước trong bông tên mở ra bình thường thôi. Xong các bạn rửa 3, 4, 5 nước gì mà các bạn cảm thấy nó sạch đó thì các bạn vớt để ra cái rổ hay cho ráo nước rồi mình đem ra mình phơi nắng nha.
Giờ là mình cắt xong cái mình ngâm vô vậy, đó là nước bình thường thôi, tại vì ngâm cho nó xả cái nước cho ra đó, cái nước đen đen trong đây là nước cho đó ha các bạn ha. Nè cắt mình đừng có cho nó sát quá vô đây, mình cắt sơ vậy đi ha. Rồi cái mình phơi khô, chiều mình phơi xong á, mà các bạn phơi cái này cũng tranh thủ phơi chừng một nắng là tốt nhất nha các bạn. Chừng nào nắng yếu yếu thì buộc lòng phải hai nắng, chứ đừng có phơi ba bốn nắng nha. Phơi ba nắng bốn nắng á thì nó cái củ kiệu mình nó không có được giòn ngon á. Đang cắt như vậy được rồi, rồi chiều mình phơi xong mình sẽ cắt ngắn lại chút nữa. Giờ trước mắt thì cắt vậy đi. Anh ấy anh tắt máy đi, cái anh phụ cho em đi tưới cây một cái. Cái này mình rửa hết 5-6 nước gì đó các bạn ơi, tại vì mình phải rửa cho thiệt sạch đó. Giờ mình để đây cho ráo nước mà chút xíu rồi mình xách ra mình phơi nắng đó các bạn, tại vì mình rửa 5-6 nước rồi nó sạch rồi đó. Mình phơi nắng xong á thì vô mình chỉ cắt cái đuôi này đồ lợi cho nó gọn thôi, chứ mình không có rửa nữa nha các bạn, thành ra phải rửa cho thiệt kỹ ha. Đó. Giờ mình để đây cho ráo nước, nãy giờ mình nói mình đi tưới ba cái cây chứ mình cũng chưa có tưới được nữa. Alo, xe quay cứ quên cái bây giờ mình tắt máy rồi mình đi làm chuyện nha, chút mình đem này ra phơi nắng rồi mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Các bạn ơi, củ kiệu nó sau khi mình để cho nó ráo nước đó, giờ mình đem ra mình phơi nắng nè các bạn, có nắng ra nè ha. Giờ mình đem ra mình phơi nắng. Thì trong lúc phơi nắng thỉnh thoảng các bạn ra cũng xốc xốc cái kiệu lên ha, giống như mình trở trở nó vậy đó ha, mà mình thí dụ ấy mình cũng nhẹ nhẹ tay ha, mình xốc xốc rồi mình bươi bươi nó ra cho nó nắng đều á ha. Rồi ngoài ra cái củ kiệu này mình phơi nắng thì ở đây mình cũng có mấy miếng cải đỏ nè các bạn, cái này mình để vào cái hũ ngâm củ kiệu đó, nhưng mà mình phải phơi nắng luôn cái này. Nếu mà mình không phơi á, cái này á, mình để vô cái hũ giấm mà ngâm kiệu nó sẽ bị nổi mốc, rồi nó sẽ nổi mốc lây tới cái củ kiệu luôn, thành ra mình phải phơi qua nắng ha. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có hai cái hũ nè, hai cái lọ thủy tinh này nè đó, mình hết lọ thủy tinh lớn rồi mình lấy mình phơi gì đó, ngâm tắc ngâm chanh muối tắc muối đầu này kia ra, giờ mình hết mình còn hai cái hũ này thì mình cũng đem ra đây mình rửa sạch rồi giờ mình phơi ha. Mình phơi nắng cho nó ráo nước cái hũ này nè, cho nó thiệt là khô, nó chết vi trùng các bạn ơi. Còn cái củ kiệu này các bạn thấy nó ngà ngà vàng vàng gì là cái kiệu màu tự nhiên của nó đó nha các bạn. Cái này là mình không có ngâm tẩy, không có cái gì hết, tự nhiên đó. Mình ở nhà mình ăn mà mình cần gì ngon bỏ tẩy bỏ đồ cho trắng chi cho nó ấy ha, ăn tự nhiên vậy cho nó tốt sức khỏe ha các bạn ơi. Rồi để ăn chút xíu chiều rồi mà hết nắng rồi đó mình đem củ kiệu vô mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Giờ này nắng gắt lên rồi đó các bạn, mình thỉnh thoảng mình cũng ra mình chở nó ha, mình chở chở ha, mình chở chở mấy cái này rồi, mấy miếng củ cải đỏ mình cũng bỏ qua đây mình để phơi chung luôn rồi đó các bạn ha. Rồi ở đây hai cái keo mình cũng để đây mình phơi nữa nè, phơi cho nó thiệt ráo ha, cho nó thiệt ráo rồi mình hãy sắp vô. Trong thời gian là mình để đang phơi củ kiệu đó, phơi nắng cho củ kiệu nó dốt dốt đó, nó héo héo đó, đang phơi củ kiệu cho nó khô đó các bạn. Thì ở đây mình có 1 lít giấm nuôi ha, cái này giấm chuối thành ra nó ngà ngà chứ nó không có được trắng trong nha các bạn. Ở đây mình có 1 lít giấm, mình làm cho nó rộng rãi đi, có 1 ký củ kiệu thôi nhưng mà dư cái này không sao. Thí dụ mà dư giấm thì mình lấy cái nước giấm đường đó mình làm nước mắm cũng được, hay là mình làm đồ chua mình ướp gì cũng được hết trơn á. Chứ nếu mà mình làm ít quá nó hụt quá thì khi mà mình ngâm củ kiệu vô rồi là nó không có đủ đó, thì phải chờ đi nấu cái khác thêm này kia nó lu bu lắm.
Còn này giống, ví dụ mình cho nó rộng rãi chút cũng không sao. Thì mình cho ở đây 300g đường nha các bạn. Mình vừa đổ vô là 1 lít nước á. 1 lít nước giấm á. 1 lít nước giấm với 310g đường. Bây giờ mình đem vô trong bếp á. Mình đun sôi lên ha. Đun sôi mình quậy cho nó tan cái đường này rồi mình để nguội nha các bạn. Rồi mình đang bật bếp. Rồi bây giờ mình vừa đun á, mình vừa quậy tan đường đi ha. Một chút giấm nó sôi lên rồi thì mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Ha, đường nó còn nè. Cái này, cái lượng đường này á, là mình làm kỹ có 300g thôi. Mình cho 1 lít giấm đó. Còn nếu mà bạn nào thích ngọt hơn thì cho thêm, hoặc là không thích ngọt thì bớt đường ra thì tùy ý ha. Tại này mình làm cũng có 1 ký củ kiệu à. Còn nếu mà cái giấm này khi mà đổ vào đó, tại vì mà củ kiệu mà, thì 1 ký thì mình lặt thì nhiều khi nó rễ nhiều rễ ít, củ to củ nhỏ, thành ra cũng không có biết là nó ra được bao nhiêu nữa. Thì giờ mình cứ làm một, cho 1 lít giấm với 300g đường nè. Rồi khi mình thí dụ dư cũng không sao các bạn ơi. Cái này mình nhắm dư chứ không có hụt nha. Hụt phải đi nấu lợi thêm cái khác rồi lu bu lắm. Rồi một chút giấm nó tan đường với nó sôi lên mình tắt bếp ha. Giờ mình tạm ngừng máy nha các bạn. Ờ à, các bạn ơi, không có nắng các bạn ơi. Giờ ơi mình nói ông xã mình thôi kệ nó thôi, không có được khô lắm. Đem vô đi chứ giờ để lâu quá là cái củ này nó úng là không có được nữa. Đó, ông xã mình ông đang cắt cái đuôi, anh cắt cái đuôi. Đó giống như cắt cái đuôi cho nó gọn gọn. Gọn gọn chút coi. Ờ cắt ấy vô chút vậy nè, giống như anh cắt vô tới đây nè. Ha. Anh ba. Cắt vô tới đây nè. Đó ông cắt rồi ông lột cái mấy cái dơ dơ bỏ bớt vậy đó. Giống như là mình đã cắt rồi, giờ mình tuyển lại lần nữa rồi đó. Đó mình tuyển lại lần nữa rồi trước khi mình ấy giấm vô đó các bạn, giấm mình nấu mình đang để nó nguội rồi đó các bạn. Tính phơi này thêm nắng nữa mà nắng yếu quá mấy bữa gài. Có buổi sáng thì nắng tốt được chút xíu à. Ôi làm cái này cũng công lắm. Bởi nhà ít người mua có 1 ký kiệu. Mà cái này mình mua cái kiệu nó rễ nó ít đó các bạn, thấy cũng nhiều ghê vậy đó. Để ông xã mình ông cắt lại, cắt bỏ bớt cái đuôi vậy nè. Cắt còn tới đây vậy đó, cắt sâu chút nữa đi anh, bỏ cái xanh xanh bớt đi rồi đó, cho nó gọn lại cái củ kiệu ngó nó đẹp hơn nè. Rồi mình nấu giấm mình để nguội rồi thì xong rồi, thì mình cho vô keo thôi chứ cái này không có phơi nữa các bạn ơi, tại cũng không có nắng nữa, tính để thêm ngày nữa mà cũng không có nắng nữa, giờ thôi để làm vô luôn đi. Rồi mình tạm dừng máy để mình làm phụ ông xã mình nha các bạn. À, các bạn ơi, củ kiệu mình với ông xã mình ngồi lặt xong rồi sạch sẽ rồi, mình đã bỏ vô keo rồi, mình đã chế nước giấm luôn rồi đó các bạn, để tránh mất thời gian đó các bạn. Hơn nữa những cái gì mà cần chia sẻ thì mình cũng đã chia sẻ đầy đủ hết với các bạn rồi ha. Thành ra giờ cái giấm này mình để vô đây á các bạn. Bây giờ thí dụ như mà để ngâm giờ tới Tết đi, mà nếu mà nó chua rồi, hoặc là bạn làm sớm hơn, hoặc là qua Tết mà bạn ăn không hết, mà còn cái củ kiệu đó các bạn, thì các bạn để vô cái ngăn mát của tủ lạnh mình đó nghe ha. Mình đậy lại xong mình để vô ngăn mát của tủ lạnh á. Thì các bạn muốn để keo thủy tinh hay gì đó thì các bạn để ngăn mát tủ lạnh thôi ha các bạn ha. Cái keo thủy tinh thì mình để được lâu dài. Còn nếu mà các bạn nghĩ là cũng không có để lâu nhiều thì các bạn để cái hũ nhựa cũng được. Hũ nhựa thì để vô tủ lạnh nó tiện hơn. Mà nhớ là ngăn mát của tủ lạnh nha các bạn. Rồi cái củ kiệu mà mình để vô ngăn mát tủ lạnh đó các bạn, mà mình ăn, thí dụ mình lỡ làm nhiều quá mình ăn không hết thì qua tới Tết sang năm cũng vẫn còn giòn, cũng vẫn còn ngon. Theo cái cách của mình làm á, là mình làm theo cái cách cổ truyền á, là mình ngâm nước cho đó các bạn. Hai cái cho bếp á, mình nướng thịt mình ăn hay nấu cơm hay nói chung mình làm gì đó, cái nó có cái cho mình lấy mình ngâm, giống như mình chia sẻ với các bạn vậy đó, nó rất là tốt luôn ha. Cái này mình không có, cái này hoàn toàn mình không có bỏ tẩy mà cũng không có ngâm cái gì cho nó trắng hết á, nó tự nhiên luôn á các bạn ơi.
Thành ra với lại cái cải đỏ này nè, mình lưu ý các bạn là mình cũng đã phơi nắng mình cho các bạn coi đó, phơi nắng rồi mới để vô đây, nhưng mà các bạn cũng để ít thôi, đừng có để nhiều quá. Tại vì nếu mà các bạn để ớt, để cải đỏ vô nhiều quá, cái nước giấm của mình nó sẽ bị vàng đi. Hang vàng đi thì cũng ngon thôi, nhưng mà điều vàng thì nó mới được đẹp mắt vậy thôi ha. Rồi ngoài ra cái nước giấm này nè, mình nấu cái này là 1 ký của Kiều, mình nấu 1 lít giấm với 300 g đường. Còn nếu các bạn không thích ngọt thì có thể cho đường ít hơn. Nhưng ấy mình nói cái nước giấm nè, các bạn thấy ở đây nó dư, ở dưới cái hũ nó dư một chút không? Không có sao hết đó các bạn. Cái nước giấm này khi mà mình ăn củ kiệu, mà mình trong lúc mình ăn cái củ kiệu cái còn dư cái nước giấm đó, nếu mà các bạn lấy cái nước giấm nó đi trộn giống như gỏi, gỏi ngó sen, thịt gà, hay trộn bất cứ cái món gỏi gì mà các bạn dùng cái giấm làm củ kiệu này nè, trộn gỏi thì nó nói thôi cái món gỏi của bạn nó thơm dữ lắm. Hen thành ra dư cũng không có sao nữa, mình đâu có bỏ đâu, tại vì mình ăn hết củ kiệu rồi, còn cái giấm mình cũng tận dụng luôn. Nó rất là ngon luôn ha các bạn ơi. Thì nãy giờ mình dặn các bạn là nếu mà mình ăn không hết, hay là các bạn chưa có ăn tới mà cái hũ củ kiệu đã chua rồi, các bạn sợ nó chua nhiều quá thì các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh, nó sẽ hạn chế cái sức chua ha các bạn ha. Rồi video chia sẻ cái cách làm củ kiệu của mình đó, đến đây là mình kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau.